Xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ xem phim Godzilla ở CGV IMAX kìa. Dạ. Các bạn nghe em giới thiệu không? Thấy mê không? Các bạn hôm nay là hai đứa mình đi coi phim ở rạp chiếu phim IMAX TV. Đúng rồi. CGV IMAX ở đây là lần nhất số 2 ở thế giới. Dạ. Có bao nhiêu ghế anh? Có 634 ghế. Lần đầu tiên mình xem video IMAX ở Hàn Quốc này. Đi coi phim đi. Ok. Anh ơi, vậy là hết rồi, đây là rạp chiếu phim hả? Ờ. Cái nào là cổng chính nha anh? Cổng hồi nãy là cổng chính hả? Cổng chính? Cổng chính á. Main gate. Nó không phải main gate ở đây. Hả? Đúng rồi. Vậy sao mình không đi cổng chính vậy? Tại vì ở đây là giống như kết nối với station. Đây nên khó lắm. Hai đứa mới đi ở trong cái tại ngầm ghé các bạn. Cho nên đi cổng này. Có lớn không? Dạ lớn. Chiếu phim lần đầu tiên luôn á. Ở CGV á, chúng ta có thể đặt vé ở ticket box bên đó. Là mình có thể mua vé trực tiếp ngay chỗ quầy này nè các bạn, ngay chỗ này. Thì ở đó có 4-5 quầy gì đó. Nhưng mà chúng ta có bây giờ giáo này, chúng ta có công nghệ cho nên chúng ta có thể xem máy này. Đây các bạn. Ở đây có mấy máy nè. 7 tiêu thùng. 4 6 8 10, 10 máy. Đây, em tự động để mua vé các bạn ơi. Mua vé nè. Mua mà vé bình thường, vé photo. Dạ. Bình thường nha. Đây là số của đặt vé. Dạ. Reservation number. Cái này là số của thông tin của anh. Dạ. Chào các bạn ơi, tem múa bắp rắn. Ở đây chúng tôi không còn đi bên đó và tôi chúng tôi có thể xem máy này. Có nhiều loại bắp rắn này. Bắp nước nên nhiều CD với combo này. Này mình có thể chọn đó các bạn. Chọn các loại bắp rang ngay nè. Rồi mình thanh toán tiền ở đây luôn. Chứ mình không có cần lại quầy để mua các bạn. Xong khi mà thanh toán rồi mình có cái bill mình đem lại quầy, người ta sẽ làm cho mình. Tiện lợi nha. Ở đây có rất là nhiều máy luôn các bạn. Cái này là tầng trên nè các bạn. Tầng dưới là mua vé. Và tầng trên là có bán bắp nước. Và đi vô dạng xem. Đây nè các bạn, đây là bộ phim siêu kinh điển nè, Aladdin. Cả nhà coi phim này chưa? Điều đặc biệt là cái này. Có cái đèn hồng không nè. Đèn ơi, đẹp anh ha. Đẹp lắm. Cái này á mà mình sờ sờ cái là coi chừng có ông thần ra. Phim ra thai các bạn. Phim này mình thấy luôn con gọi hay lắm cả nhà. Đi nhịp. Hai đứa mới lấy hai kiến rồi.
골드. 리딩 건너 건너. 문 앞에서 기다릴 때도 마켓거리는 네, 네. 풀골드. 새벽이 뜰 때가 가장 신선할 때. 매일의 장목이 마켓거리. 와우. Xin chào các bạn. Hai bước là tới rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, Grab IMAX lớn, cực kỳ lớn luôn. Biết luôn trời ơi, không thể nhìn the screen in one eye luôn. Ha. Xem phim vui nhỉ? Give me flash nha. Xem phim vui đi. Are you Minky? Okay. We are next generation wireless. Chán tiếp rồi. Nó là lớn à? Ừ. 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 Đi ăn đi. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Chào các bạn. CGV Yongsan có một rất nhiều nói rất đặc biệt ở đây. Đây là của công ty giống như nghe nhạc. Mình vô đây mình nghe nhạc ha. Nghe nhạc khác là mình vừa nghe nhạc ở đây, nhưng mà thùng lo các kiểu trên đây nè, quá chừng lo luôn nè. Rồi xong rồi có một cái màn hình lớn ở đây nữa. Rồi có một cái màn hình ở đây nữa nè các bạn. Nghe nhạc mà cũng nghe nhạc 3D nữa. Còn bữa nay là karaoke. Đúng rồi, karaoke miễn phí. Một người một bài hát là miễn phí em luôn. Nhưng mà sau đó mình phải trả tiền cho mình ca tiếp chứ. Không, chúng ta tiền. Hả? Chúng ta chỉ đổi đi bảo bằng hát bài hát cũng được. Được bài hát miễn phí. Vậy mình đợi mình hát nha. Tầm hai đứa. Đây là karaoke miễn phí của Hàn Quốc nè. Vậy là có bài hát Việt Nam không ta? Nha coi. Đây các bạn ơi, bây giờ thì hai đứa vô đây để karaoke miễn phí. Mỗi người được một bài. Trong gặp chiếu phim mà có đầy đủ hết ha. Em. Oh, pop song. Chinese. Chinese. Japan. Indonesia. Việt Nam chị. Yeah. Anh hát trước đi. Anh hát trước đi, một lát anh sẽ hát bài Việt Nam, bây giờ anh hát bài Hàn Quốc đi. Cái đó tiếng Việt đó. Anh phải chuyển trước, chuyển Hàn Quốc trước. Chuyển Hàn Quốc không? Ok. Anh hát bài nhạc Hàn Quốc đi. Ok. Hát bài ở trong đây là gì nữa? Giờ 괜찮니? 너무 힘들었잖아. 우리 그만 우리가 고작 이별뿐인 건데 우리 참 어려웠어. There's no end this you let's let your heart decide. I can open your eyes, take you wonder by wonder.